Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông đang được triển khai rộng rãi ở các địa phương trong toàn huyện Dầu Tiếng, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trên địa bàn huyện Dầu Tiếng hiện có gần 80 camera giám sát an toàn giao thông. Hệ thống này ứng dụng phần mềm, nhận dạng biển số xe để quản lý phương tiện và phát hiện các lỗi vi phạm giao thông với độ chính xác cao, kể cả ban đêm. Ngay khi đưa vào ứng dụng, hệ thống camera đã đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa công tác tuần tra kiểm soát, giảm bớt sự có mặt thường xuyên của lực lượng chức năng trên đường, nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian qua là đạt được một số những hiệu quả. Thứ nhất là tuyên truyền cho người dân, là những người tham gia giao thông biết được tất cả các hoạt động khi tham gia giao thông trên đường sẽ được camera ghi nhận lại. Thông qua cái hình ảnh ghi nhận lại đó thì đội cảnh sát giao thông đã xử lý trường hợp là vi phạm giao thông, xác định cái hướng di chuyển của cái phương tiện, cái vị trí va chạm, từ đó là để xác định được cái nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Việc lắp đặt hệ thống camera nhằm ứng dụng công nghệ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, ghi hình lại hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lấy đó làm căn cứ để ra quyết định xử phạt. Đây là một bước tiến lớn trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý về trật tự an toàn giao thông, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Trên cơ sở đánh giá kết quả bước đầu, Dầu Tiếng sẽ tiếp tục đầu tư lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát ở các tuyến đường, đảm bảo tính đồng bộ hiệu quả. Trong thời gian tới là chỗ cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị lắp đặt thêm những cái tuyến đường, những cái cửa ngõ mà chưa lắp đặt, cần thiết thì sẽ trang bị thêm để nâng cao cái hiệu quả. Việc triển khai lắp đặt và vận hành tốt hệ thống camera giám sát giao thông là giải pháp đúng đắn và phù hợp nhằm hiện đại hóa công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả trong mục tiêu xây dựng mạng lưới giao thông an toàn ở từng địa phương.